Của anh là một dây là cả hát cả bị tay à? Hay là một mic hát một mic bị tay? Của em là cái mic mà cắm cả cái giáp mà cắm vào bị tay ấy, ngồi nghe được cái mà hát không làm cái gì. Rồi tay nghe cắm bên kia một thôi. À, hai dây. Ăn thịt bò lên nè. Nè. Nghe trong này không? Chạy đi vậy. Nè. Ăn đi. Mày ăn được mấy bát rồi? Em ăn bát này bát thứ ba rồi. This is started this. Hương.